trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game Mini World. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Đào Block T Gaming. Đấy, Quặng T Gaming các bạn. Trời ơi, đây khuôn mặt của mình thì đang ủa sao nhảy cá tưng thế này. Ở đây là có cúp T Gaming và kiếm T Gaming này các bạn. Thấy xịn sò không? Đấy, ok nha, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Uầy, ba bạn này skin đáng yêu vậy. Ba con gấu luôn à. Uầy, nhìn đáng yêu nhờ. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Ở đây thì có hai tầng các bạn. Nhiệm vụ của mình nó là phải đào, xem nào, đào cái gì đây. Mảnh nút T Gaming à. Ok, úi trời ơi, mảnh gì mà có cái đầu của mình lại rơi ở đây này. Rồi, chúng ta sẽ đào và sau đó thì uầy, có bàn chế tạo luôn các bạn ạ. Bàn chế tạo là nhân vật của mình luôn này. Được đấy nhờ, có vẻ xịn sò con bò đấy các bạn. Vừa vào được cái gì này. Túi may mắn khởi đầu. Ui, được có mảnh à. Ừ, mảnh cũng được các bạn. Trời ơi, được cúp là ngon rồi đấy. Mình tưởng được cúp cơ. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp lên cúp đá này. Tiếp đến là tiếp đến là cái bờ lóc gì đây. Từ nha. Tìm kiếm súng thức ăn phân tách ghép xem nào. Bờ lóc. Ok, mình sẽ phải chế bờ lóc các bạn. 4 bờ lóc. Sau đó thì mình sẽ chế tạo cúp xem nào. Cúp sắt này. Đấy, cúp sắt các bạn. Rồi, cúp sắt có kỹ năng rồi. Ố, kỹ năng xong đào được này. Ui, kỹ năng bình thường các bạn ơi. Kỹ năng cũng không gọi là xịn sò bỏ lắm. Rồi, chúng ta sẽ đào thật là nhiều nào. Đấy. Ui, vừa vào mà ai mà mở được cái cúp cúp xịn sò chắc là bá chủ luôn đấy các bạn ạ. Thế nên là thôi, mình thì đen đủi nên là nhận được mấy block các bạn. Mình hơi đen một xíu chứ không phải đen lắm. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ được 25 cái mảnh rồi nhá. Ra thì mình sẽ về mình đổi ok. Được hai block này. Tiệm cúp này, xong rồi chúng ta nâng cấp lên. Ui, thiếu này. Thiếu một rồi. Thiếu một block nữa là chúng ta mới có thể nâng cấp được lên cái cúp vàng. Thế nên là mình sẽ cần 10 mảnh. Ok, 10 mảnh này. Phân tách ghép này chúng ta. Ok, chế tạo luôn nha, cúp này. Nói chung là chế tạo của này thì rất là dễ, đơn giản luôn. Ngon, bổ, rẻ mà lại đơn giản. Đấy. Ui, trời ơi, cúp vàng xin vậy. Sao mà thật. Ui, cái cúp vàng nó đáng đồng tiền bắt gạo thật sự luôn các bạn. Rồi, ok, chúng ta sẽ ăn cái gà quay siêu tốc vào. Ui, cúp vàng nó đúng kiểu đáng đồng tiền bắt gạo luôn đấy. Mình không ngờ rằng là nó đào một cái mà nó được của nó nhờ. Ái giả, không ngờ luôn các bạn. Không ngờ luôn. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ nâng cấp lên cái cúp kim cương này. Đấy, cúp kim cương cần đến 3 cúp kim đâu. Ừ, 3 cúp kim cương mình nâng cấp được lên cúp ngọc lục bảo bạn. Wow, bây giờ là sự kết hợp của các loại cúp à. Rồi, không sao. Ui, được. Không sao các bạn, nhanh thôi, cúp kim cương chí nhanh mà. Mình sẽ ra đây lấy bàn chế tạo free các bạn. Ồ, bàn chế tạo free à. Rồi, một này. Ui, chỉ nhận được trong vòng mấy phút rồi này. À, mấy giây nhận được một lần. Đào cho nào, tiếp này. Ui, bàn chế tạo free các bạn. Người mình mà, đấy, để đây là free liền các bạn. Rồi, chúng ta có thể chế tạo thoải gà mái luôn. Giờ là cần cúc kim cương phải không? Rồi ok, đơn giản nhá. Có ngay, tưởng gì cúc kim cương là có liền các bạn. Rồi chúng ta sẽ chế. Uầy, 50 block này. Đào thêm tí nữa đi. Uầy, tính ra là bây giờ mình chế vũ khí được luôn rồi đấy. Bởi vì là cái cúp này mình thấy ok mà. Chúng ta sẽ phân tách ghép này. Cúp này mình thấy ổn áp mà nhờ. Cũng chả cần chế tạo cúp xịn hơn đâu. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Rồi, ba cái cúp gì đây? Mình nhìn giống kiểu ba cúp sắt đấy các bạn. Cái này thì nó lại không hiện công thức rồi. Xem nào. Na ná cái cúp này. Ui, cúp này là cúp kim cương ở từ nha. Mình cứ chế xem nào. 1, 2, 3 này. 3 cái cúp gỗ này. Ui, thiếu. Cứ chế đã xem nào, nó hiện lên cái nào đủ thì là mình sẽ chế cái cúp đấy. Chứ không chế bừa ạ. Chế bừa là mình sẽ bị thiệt bản thân đấy. Rồi, chúng ta sẽ chế 3 cái cúp đá này. Ok nha, không phải này. 3 cái cúp sắt này. Đúng, 3 cái cúp sắt rồi bạn. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cần một cái cúp kim cương nữa. Thì chúng ta nâng cấp lên cúp ruby. Ok, đơn giản các bạn. Đấy, chúng ta phải tỉnh các bạn. Phải tỉnh. Không thể chế ba cái cúp kim cương là quả này là toang rồi đấy. Mất thời gian, mất công rồi. Ok, chúng ta sẽ lên được cúp gỗ này. Cúp sắt này. Cúp vàng này. Kim cương này. Ruby này. Ruby sau đó cần hai cái cúp vàng phải không? Ok, hình như là hai cái cúp vàng là đúng rồi. 1, 2, ấy, 1, 3 rồi. 1, 2 đây. 2 này, 2 cúp sắt này. 2 cúp vàng tính chế ngon bổ rẻ mà nhờ. Trời ơi, mua thất bại là thế nào. Để nha, mình sẽ mua lại 2 cúp 2 cái cúp vàng. Ui, cúp vàng hết hàng là thế nào. Sao lại cúp vàng lại hết hàng. Ở nha, mình sẽ chế tạo lại được.
Củ vàng của mình đây mà hai cái lại hết hàng. Ô, mua thất bại. Chết giờ rồi. Nó hình như là nhiều người mua cúp vàng quá, không chế được rồi. Thôi xong đi bụi rồi. Chết giờ rồi, mình cứ tưởng là hay là phải cần bàn chế tạo khác nhỉ. Đã đặt lại bàn chế tạo này nè. Trời đất ơi, lại còn hết hàng nữa ở đây nữa thì làm ăn gì. Cúp này, hai cúp vàng này. À đây rồi, ui dồi ôi, tưởng hết hàng nữa chứ. Hàng thì chịu. Rồi, cũng hết hàng đốt rồi các bạn. Cũng hết hàng. Đây chúng ta chế tạo cúp này. Xem nào, mình sẽ cần lên cúp thạch anh tím. Ok, thạch anh tím nhá. Ngon luôn các bạn ơi. Ui, trời ơi, thạch anh tím luôn ạ. Wow. Tính ra là mình còn hàng đống block mình còn chưa chế, mình cứ đi chế cái linh tinh à, đào làm cái gì nhỉ? Ờ đó rồi, rồi. Chúng ta sẽ phân tách ghép vào. Ui, quả này chế mà 130 block luôn này, cả đống này các bạn thấy nhiều không? Ui. Này mình còn chưa chế xong mà bây giờ là lên cái cúp tiếp theo là cần ba cái cúp gì đây? Ba cúp xanh xanh, ba cúp xanh xanh là ba cúp gì nhỉ? Chắc là cúp lục bảo. Ồ, ui. Thôi từ đây nha, chưa chế tạo cúp vội. Chế tạo kiếm là súng. Ui, ở đây có 10 súng này. Đại bác cái gì? Đại bác ràn buộc VIP, đại bác mắc VIP, đại bác lửa mắc VIP, đại bác laser mắc VIP. Ủa, bán rất nhanh, đạn vô hạn. Ủa, thế là mình chọn cái nào? Nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Thế mình chọn cái nào là cái VIP nhỉ? Mưa thất bại là sao? Từ, mình sẽ mua đã. Có gì đó sai sai các bạn ạ. Trời ơi, có gì đó sai sai. Rồi, ok, 10 này. Thế bây giờ là mình cái nào cũng mắc VIP thế này thì mình biết cái nào? Đại bác lửa phải không? Đại bác ràng buộc, đại bác độc, laser, súng laser. Chắc là mình chọn súng laser đấy bạn. Ok, súng laser chắc là nó sẽ... Ồ, đợi. Rồi, không sao, nâng cấp súng tiếp bạn. Mình có nhiều mà, mình cứ thử test thử xem mất gì đâu nhờ. Chúng ta sẽ mua liền 10 cái này. Laser phải không? Bây giờ đại bác lửa để bắn rất nhanh, đạn vô hạn. Lửa độc. Ok, lửa đi. Lửa xem nào. Xem nào. Ồ, khá là VIP. Đốt cháy bạn này luôn. Đốt cháy bạn này luôn. Ui, dưới này có bốt à? Đâu bốt đâu ấy. Rồi ok, chúng ta có bốt, hình như là bốt ở trong cánh cửa này bạn. Rồi chúng ta hang miner. Đâu, bốt đâu? Mình đã có súng VIP rồi thì mình sẽ đi tìm bốt thử xem. Ủa, bốt đâu? Ở đây toàn là block ấy mà. Ui, ở đây có block team mình luôn này. Đào một cái ngon luôn bạn. Đào một cái ngon luôn này. Ui, cái này là nó đào một cái là tính tiền luôn đấy, không cần là không cần chế tạo luôn các bạn ơi. Được đấy nhờ. Ok, đây là cái khu mai các bạn, chứ không phải là khu bốt. Ok, khu mai phải không? Thế thì bốt ở đâu? Để nha, mình sẽ thử xem nào. Thôi, mình ra đào bên kia còn hơn. Cái này là bạn có thể đào được block ở đây. Ok, thế thì là block là chúng ta có thể đào thoải mái ở đây được này. Rồi, ui. Ui, nhiều phết nhỉ. Nói chung đào ở đây nó cũng được. Cái lợi đó là mình không cần phải chế tạo. Rồi, mình vào đây thì đội đỏ là đội của mình phải không? Đào, thế còn bốt ở đâu ta? Bốt là chắc là trên tầng trên à. Bốt ở đâu nhỉ? Rồi, thử lên trên xem nào. Lên trên xem có bốt nó bủng không? Đâu, bốt đâu? À, bốt ở đây các bạn. Đào về cái gì đây? Bốt đâu? Bốt đâu? À, bốt bên này. Ui, trời đất ơi, bốt là mình ạ. Ơi, đây. Ui, 500 block. Oh my god, nhiều thực sự. Rồi luôn, có một con bốt rồi à? Thử nha, mình thử xem là có bao nhiêu. Đợi 15 giây để reset bốt. Thì mình đoán là, ui, chết quèo luôn. Mạnh thật, con bốt này mạnh. Rồi, cái gì đây? Ui, cái gì ăn đây? Ui, cái gì ăn cái gì mà khỏe đấy? Ui, bất tử à? À đâu, thanh niên team mình mà sao lại đổi skin rồi à? Trời đất ơi, đổi skin các bạn ạ. Mình cứ tưởng là kẻ địch cơ, hết hồn. Rồi ok, chúng ta sẽ quay lại khu bộ đạn. Mình sẽ phải bắn từ xa nhé. Bảo sao bắn súng mãi không chết. Hóa ra là gặp team mình các bạn. Rồi. Ui, cứ 15 giây là mình nhận được 500 block. Ui, thế này thì giàu nhanh lắm này. Trời. Thế này thì how to làm giàu là đây. Rồi, đưa đây làm giàu là đây. Rồi, chúng ta đợi 15 giây rồi. Đếm đủ đếm. Đấy. Rồi, xong rồi là chúng ta. Đó. Ui. Ui, giàu thực sự. Team kia không biết các bạn. Team kia không biết. Ok, ô, chết luôn rồi. Rồi,
Tôi sẽ về đây tôi chế tạo bây giờ là chế tạo cái cúp VIP nhất đi. Đấy, mình sẽ chế tạo. Ui tôi nha, ra đây đào đã. Ui, ngon bổ rẻ là đây chứ là đâu là đây. Đây. Rồi là đây là đâu. Rồi. Là thì bắt đầu chế cúp này. Mình sẽ vứt cái này luôn đi bạn. Đấy. Chế cái cúp VIP nhất cho các bạn xem nhờ. Tội gì mong chế. Rồi chúng ta sẽ cần ba cái cúp ngọc bảo phải không? Thì bây giờ mình sẽ cần rất là nhiều cúp gỗ này. Ui 10 cái cúp gỗ thì không được rồi. Đây có dương đồ không nhỉ? Có dương đồ không ta? Giờ mình vứt ra ngoài mình chỉ sợ bị lấy mất thôi. Đây. Cái này chế tạo nó. Đấy. Đồ thì mình ok vứt đây. Tạm thời vứt đây bạn. Đây. 10 cái cúp gỗ nha. Rồi ok, mắc này. Ui ôi, túi bạn đầy ạ. Sao lại túi bạn đầy? Trời đất ơi, đổi nâng cấp 10 lên cái cúp gỗ mà. Cúp này. 9 cúp đá. Rồi ok. Ui à, đổi từng cái được một thôi các bạn ạ. Ok, từng cái một cũng được. Rồi ok, từng cái một nhá. Khổ quá, nó không đổi một lèo được các bạn, bởi vì là hiện tại là cái dương đồ của mình nó bị đầy. Nó bị đầy. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta có đâu đó khoảng chục cái cúp đá rồi phải không? Rồi lên chục cái cúp sắt nữa này. Ui, tưởng gì. Block của mình gọi là infinity luôn, vô hạn luôn. Rồi, ok, lên cúp vàng này, chục cái cúp vàng nữa này. Không muốn thất bại. Đảo nhá. Rồi, chục cái cúp vàng. Cúp vàng đây. Quá là nhiều block luôn các bạn. Mình có thể là cho bạn kia nhặt cũng được nhưng mà thôi. Rồi, chúng ta sẽ lên cúp vàng này. Lên chục cái cúp kim cương. Ui, được của nó luôn bạn. Rồi, bây giờ chúng ta lên. Ui, chục cái cúp kim cương. Thôi, sau này cũng dùng được mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên ba cái cúp sắt nữa phải không? Ba cái cúp sắt. Một hai ba. À bạn kia. Bạn kia không lấy đồ của mình à? Chứ tưởng bạn kia lấy đồ của mình cơ, bạn kia không lấy các bạn. Cho mình đồ à? Có thanh niên không biết đồ mình vứt ở kia lấy à? Rồi ok, chúng ta sẽ chế ba cái cúp sắt này. Đấy, lên được cái cúp lục bảo. Thiếu một đây. Ba này, thiếu một cái ngọc lục bảo này. Uầy, tổng cộng mình chỉ cần ba cái. Trời đất ơi, rồi ok. Bây giờ thế thì Uầy, chiến rồi, chết dở rồi, chưa kịp chế tạo. Ơ đâu rồi? Chưa kịp chế tạo gì mà đã chiến rồi này. Mình có nên chế tạo cúp nữa không nhỉ? Trời ơi, đang mải mê chế cái cúp bạn. Từ từ sang bên này đã. Cay thật. Chế tạo cái cúp thôi nó mất thời gian. Mình muốn rằng là mình sẽ sở hữu những cái món đồ gọi là xịn sò con bò nhất để cho các bạn, cho các bạn xem. Nhưng mà khổ nỗi luôn. Cái gì đấy bò mà. Uầy, lựu đạn. Nha, cái lựu đạn này thì không cần này. Tiện kiếm là cái gì? Uầy, nhiều kiếm thế. Rồi bây giờ mình chế kiếm hay chế cúp đây? Linh tinh, trong linh tinh là gì? À, xét giáp đây rồi. Táo gian bầu giúp bạn. Uầy, đạt đến mức 300 HP. Ok. Xét giáp à. Ok. Nó sẽ được bảo vệ max level. Ok. Max level luôn. Xét giáp phải không? Giáp kim cương phải không? Ok, tôi vứt cúp đi. Giờ mình lỡ chế cái cúp rồi. Giờ không chế tiếp thì cảm thấy là lông đỏ. Cái gì đây? Sao mình nhận được cái lông của cái con gì đây? Quên đi đã. Đấy, chúng ta sẽ được cái khiên này. Ủa, thế vừa nãy mình mua cái linh tinh là mua cái táo mà nhờ. À đây rồi, tăng thêm. Ô, không tăng thêm HP à? Linh tinh, mua lại táo là giúp bạn đạt số máu. Hay là cái này nó chỉ là, à đây rồi. À, ui, cái này nó lại còn phải cầm ở trong người các bạn ạ. Cầm ở trong người thì mới đạt. Trời đất ơi, hóa ra là vậy. Ok, hóa ra là vậy các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mua thức ăn. Ngon nhá, thức ăn ngon luôn nhá. Ui, 300 HP luôn, khỏe luôn. Thôi chắc là tôi bỏ ý định chế cúp rồi. Tầm này thì thôi, xin lỗi các bạn nhé, lỡ mất không chế. Tôi bỏ ý định chế cúp rồi. Chứ bây giờ kiếm block thì mình chỉ có cách kiếm đó là ra ngoài kia là đánh boss là có luôn. Là ngon luôn các bạn. Đấy, đống block bên kia mình vứt mình không lấy. Thì bây giờ mình sẽ chế kiếm thôi. Ok chưa, chế mỗi kiếm thôi các bạn nhé. Đâu rồi, cái gì? Cái gì, ui giời ôi, thanh niên yếu còn ra gió ạ. Thanh niên chưa chế tạo áo giáp gì đã đòi ra đây quánh mình các bạn. Sợ quá. Trời ơi, run hết cả người. À đâu, run hết cả người. Con run. Ok. Rồi, sát giảm sát thương tầm xa. Chủ yếu là dùng sát thương tầm xa được các bạn. Rồi, cắt đi nha, giảm sát thương tầm xa này.
Súng này. Ui, súng bây giờ mình có nên mua đại bác rằn buộc VIP không nhỉ? Mua hết các cái khẩu súng VIP nhỉ? Rồi. Đó, chúng ta sẽ nâng cấp cái đó cái kiếm đi. Tiên kiếm à? Ui, cái kiếm này cũng nhiều cái gọi là rằng thì là mà ghê lắm đấy. Kỹ năng đã có 200 đam mắc VIP. Cái gì? Ui, bắn có thấm đâu, tên điên này. Rồi. Lão này bắn có thấm đâu, bắn mình không xi nhê luôn các bạn ơi. 300 máu luôn, bây giờ mình muốn ra cái kia chiến bạn kia là chiến được rồi. Bắn không thấm. Chúng ta sẽ mua thức ăn này. Mua nhiều một xíu, 10 thức ăn, 100 thức ăn luôn. Giảm sát thương tầm xa. Okay, cái này. Chủ yếu là súng thôi. Giảm sát thương tầm xa nó không có ý nghĩa gì à? Thôi, cãi không sao. Rồi bây giờ mình sẽ chơi kiếm đi. Chơi kiếm này, kiếm này. Là chúng ta sẽ chế đâu đó khoảng đây mình đang dư bao nhiêu? Ồ, 5 cái kiếm đi. Chúng ta cứ 5 cái kiếm tiệm kiếm này. 5 cái kiếm gỗ này, 5 cái kiếm đá này. À 6 này, ok. Đấy, chúng ta cứ chế đi đã. Ui, cái này cần gì đấy? À, kiếm vàng lại cần kiểu này à? Rồi. Kiếm kim cương này. Hai kiếm kim cương chúng ta sẽ lên được một cái kiếm lục bảo phải không? Ok, đơn giản. Trời ơi, tưởng cái gì khó cơ. Rồi, hai kiếm kim cương luôn. À đâu, hai kiếm vàng luôn. Ôi, thất bại. Trời ơi. Đây, kiếm tiện kiếm này, hai kiếm vàng. Đấy, lên được hai kiếm kim cương. Ui. Một ui, trời ơi, cái này nó không cho chế tạo nhanh các bạn. Hai kiếm, một cái kiếm ngọc lục bảo. Rồi, chúng ta cần thêm hai kiếm vàng ấy, chúng ta lên được kiếm tiếp theo. Đơn giản. Trời ơi, ui, dư ra một kiếm kim cương này. Rồi nha, bây giờ tiện kiếm tiếp này. 5 kiếm này tiếp này các bạn. Chế kiếm thì nhanh hơn các bạn. Tính ra là chế kiếm nhanh lắm. Nhanh lắm. Đấy, siêu nhanh luôn, kiếm sắt này. Hai kiếm, ok, kiếm đá đã. Rồi, chúng ta sẽ chế. Ui, không thể mua. Không thể mua vì nó quá nhanh. Đấy, tiệm kiếm này. Chúng ta lên được 3 kiếm đá. Ơ, sao nó kho đầy. Kho đầy không thể mua ạ. Hay nhờ. Rồi, rồi. Mua lại các bạn. Kiếm đá này, 3 kiếm này. Kiếm vàng này, 1 kiếm vàng này. Thiếu 1 kiếm vàng nữa. Mình thiếu 1 cái kiếm vàng nữa. Mình cần 1 cái kiếm đá nữa các bạn. Rồi, rồi, chế cái kiếm nó khó. Cái gì? Trời ơi, cái gì? Rồi. Nấp. Thôi, bạn này yếu dã man luôn. Bạn này không chế tạo áo giáp các bạn ạ. Luôn là thanh niên này không chịu chế tạo áo giáp. Bạn thanh niên cứ sang đi oánh lộn luôn này. Rồi, tập trung đi. Tập trung chế tạo áo giáp đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần đến một cái kiếm vàng nữa. Thì mình sẽ cần thêm một cái kiếm gỗ. Ok nhá, kiếm gỗ này. Mua này. Kiếm ruby này. Ôi, mua thất bại. Ta sẽ tiệm kiếm này, mua kiếm ruby. Rồi, chúng ta lên được kiếm thạch anh tím. Ui, 3 cái kiếm ruby lên được kiếm thạch anh tím ạ. Trời. Xong rồi, 2 cái kiếm thạch anh tím lên được đại dương ạ. Ui, luôn các bạn ạ. Luôn là nó mất thời gian kinh khủng khiếp luôn. Thôi. Chắc là bỏ ý định các bạn. Mình bỏ ý định thôi, mình dừng cuộc chơi đó. Ôi, đất ơi. Tưởng nó chế dễ, hóa ra khó. Cũng không kém thì cái cúp các bạn ơi. Đâu, xem nào, kiếm này nào. Kiếm này thì sát thương 50 thôi. Hạng thường. Ui trời, chịu rồi các bạn. Linh tinh thức ăn, phân tách ghép, bom. Gây nổ lựu đạn. Ui mình thích. Ném quả bom này xem nào. Ồ, thường quá. Mình xem có gì hay không nhá. Chắc là mình sẽ không chế cúp. Chế kiếm với cả cúp nữa các bạn ạ. Chế rất là khó luôn ạ. Ui, quả bom này hay nhỉ. Sao nào còn cái gì nữa. Rất là nhiều đồ hay đấy. Lựu đạn đóng hộp. Tiệm kiếm linh tinh, tiệm cúp. Tiệm kiếm linh tinh. Bây giờ chúng ta chỉ còn rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ mua hết các loại súng đi. Về súng laser phải không, súng lửa phải không. Bây giờ đại bác và đại bác ràng buộc nữa. 10 cái khẩu súng này. Rồi chúng ta sẽ được đại bác ràng buộc. 10 khẩu súng này tiếp. Mình mua súng VIP rồi các bạn. Chắc là chỉ mua súng VIP thôi. Ngày hôm nay là mua súng VIP này, ok nhá. Rồi, cho bạn kia bắn đi. Súng răng bộc VIP này. Rồi, chúng ta sẽ đi chiến đấu thôi. Cuộc chiến nó sẽ diễn ra ngay bây giờ. Ok, bỏ đi. Rồi, đã thế mình sẽ sử dụng.
Gà quay siêu tốc. Ê, cái gì, à, thì ra là bạn này. Thì ra, ai à, khỏe rồi, khỏe rồi. À, thanh niên này khỏe rồi, thanh niên này về hình như chế tạo áo giáp rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ chiến đấu rồi các bạn ơi. Thanh niên đã chế tạo áo giáp thì tội gì mình không chiến đấu. Lên luôn. Rồi, đây là đại bác lửa. Ok nhá, đại bác lửa bắn rất là nhanh. Lửa này. Đây là đại bác răng buộc phải không? Phải không? Ờ, đại bác mắc VIP à. Răng buộc này, răng buộc này. Răng buộc này. Còn đây là đại bác ở đây là dài buộc mà, đây là đại bác độc. Ok, răng buộc xem nào. Răng buộc này. Ui. Ui, răng buộc này có vẻ là VIP đấy. Nói chung là đại bác nào nó cũng có một cái chức năng riêng của nó bạn. Đâu rồi, trốn đi đâu, trốn đi đâu, trốn đi đâu. Lửa này độc này. Lửa độc này. Rồi, nào. Lửa này đốt cháy này. Ui, mình cho các bạn này ăn đủ chọn hiệu ứng luôn. Ăn đủ chọn hiệu ứng luôn các bạn. Ui, ui. À, có chịu thật. Mình nên mua dưa hấu các bạn. Mua dưa hấu thì nó sẽ giải độc. Nó sẽ giải độc cho mình hay hơn. Đấy, quên mất là không mua dưa hấu. Tới nhà về nhà đã. Rút lui, rút lui, rút lui. Ai à. À, độc lửa nó khó chịu đấy. Ai à. Đấy nha, bây giờ là mình sẽ về mua dưa hấu đã. Mua dưa hấu phải không? Linh tinh, linh tinh, linh tinh. À, dưa hấu chứ quên mất thức ăn mà. Mình sẽ mua dưa hấu. Ok, giảm sát thương lửa phải chịu này. À, giảm sát thương ok, đây nữa này. Hết chưa ta? Rồi, lửa mới độc là ngon rồi. Rồi, ok nhá. Trời ơi, tìm kiếm quả này. Không trượt phát nào rồi. Lên luôn. Ui, nào, lửa đâu? Lửa đốt đâu? Trời ơi, lửa đốt đâu? Cái này khó chịu nhỉ? Cái đại bác răng buộc này đúng kiểu khó chịu luôn ấy. Được nhá. Đã thế mình cho răng buộc luôn mạnh đấy. Xem nào. Đau thật các bạn ạ. À. Luôn cái đại bác răng buộc này khó đúng kiểu khó chịu luôn. Rồi thanh niên kia rồi. Bắn nó không trượt cái nào luôn. Úi dồi. Ui. Thanh niên kia vừa lấy ăn hình như là ăn giảm giáp. Ui bây giờ là bắn nó one hit rồi. Yếu rồi các bạn, hình như yếu rồi. Ăn giảm sát thương thì bây giờ là yếu rồi phải không? Yếu rồi, bắn mấy cái là chết luôn này. Mấy cái là đi bụi luôn. Tính ra là cho dù mình chế được cái kiếm VIP đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng là còn không chạm được vào người đối thủ ấy. Vì cái súng nó quá là VIP rồi ấy. Nó quá là VIP rồi thì làm sao mà chúng ta có thể là. Uầy mà cái súng này nó bắn ra cái gì này. Wow, tia sét à. Ok, tia sét. Còn đây là lửa. Lửa đốt, lửa đốt, lửa đốt. Rồi, đâu rồi. Đâu. Độc đốt. Răng buộc. Đấy, ngon ngay bạn. Ui, mình đang bị mất cái. Mất cái giáp rồi. Cái gì. À. Rồi, được rồi, bắn còn không trúng mình luôn các bạn. Bắn còn không trúng mình luôn này. Né luôn các bạn. Né skill. Chết liền. Rồi, được rồi. Không trượt cái nào luôn bạn. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Nút nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.